Lạy Chúa, con là một kẻ mòn hèn tôi tớ Chúa. Con là kẻ có tội. Xin Chúa thương xót con và gia đình con và các con của con. Xin Chúa gìn giữ gia đình con, các con của con và con. Nếu những giờ lâm chung thì xin Chúa đưa con về như một tên kẻ trộm lần. Là con cảm ơn Chúa nhiều. Trong khi thế giới lâm chung, bệnh dịch lan tỏa khắp thế giới, xin Chúa thương chúng con, thương gia đình con và cho chúng con có một cuộc sống hạnh phúc trên trần gian, và nếu chết đi thì cũng được Chúa gìn giữ kẻ mòn hèn, kẻ yếu đuối. Xin Cha nhân lành, xin Cha vua vũ trụ thương đến chúng con, gia đình chúng con và toàn thế giới trong những giờ phút rất là hiểm nghèo, bệnh dịch lan tỏa trên toàn thế giới. Lạy Chúa, xin Chúa dừng tay cơn thịnh nộ để cho chúng con có cuộc sống bình an và thương xót đến chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giêsu Maria, xin gìn giữ chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con và các con của con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.